Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Thành sẽ đưa một số dự án mà có thể là list sau con hamster nha. Những dự án này thì nó chắc ăn tầm 99% cho nên Thành mới đưa ra nha các bạn. Thì cái con Bloom này thì với lại 51 triệu người tham gia nha các bạn. Thành sẽ để đường link dưới phần mô tả bình luận. Thì cái con Bloom này đào, một là start cho đây đào, hai là chúng ta muốn kiếm thêm thì play cho đây bắt hoa nha. Đây nha các bạn, chúng ta cứ bắt như thế này, ní là những cái quả bom re nha. Đấy, còn cái nào đóng băng như thế này thì chúng ta cho đóng băng lại đó, cho đứng thời gian lại, chúng ta bắt cho được nhiều nha. Bấm quả bom thì nó sẽ trừ hết nha các bạn. Đấy, bây giờ Thành bắt nhanh cho các bạn xem nè nha. Được 100 mấy rồi, thấy không? Đấy, đóng băng cho đứng lại bắt tiếp nè, thấy chưa, rất là mau đó, 148 nè. Về cái con này thì chỗ vào phần Everest này thì rep của bạn á nha, các bạn tuyển á thì đào được thì các bạn nó sẽ cộng thêm, các bạn claim cho đây. Thành vừa claim xong. Về những ai mà chưa đào cái con Tone Market này á thì các bạn, Thành cũng đỡ đường link dưới phần mô tả bình luận, các bạn đào nha. Con này gọi con trái cà chua nè, Tone Market nè nha các bạn. Thì con này cũng start climb ở dưới đây nè, phần dưới đây nè, đủ là chúng ta climb nha. Con này thì tuyển rep và làm nhiệm vụ vào phần tắt đây nè, chúng ta làm nhiệm vụ, chúng ta kiếm thơm nha. Mạng nó hơi lag nha các bạn. Thì ai chưa đào Thành đỡ đường link với phần mô tả. Con này cũng vài chục triệu người đăng ký rồi nha các bạn. Còn các bạn muốn kiếm thêm thì về chỗ này bắt thêm. Con thứ ba này là cái con Hot Wallet này cũng rất là ok nha các bạn. Con này là nó của chạy bên mạng Near. Đó, đồng Near trên sàn có rồi nha. Thì con này đào cũng rất là chậm. Thì ai chưa đào thì Thành đỡ link với phần mô tả bình luận, các bạn kích vào đào nha. Con Meme File này thì ai chưa đào, con này 22 triệu người dùng rồi nè, cũng rất là ok nha. Con này nó có cái chỗ spin này, chúng ta vào bấm để chúng ta quay thưởng này, hoặc là chúng ta mua bot để chúng ta collab này. Chúng ta cũng không cần bắt tay như vậy cho nó lâu đâu nha các bạn. Đó. Đây là Thành quay cấp rồi nè, vượt cấp nó thay đổi nè, để vào 11 rồi nè. Vào đây chúng ta có thể chạy bot nè. Đấy, bot này nó chạy tự bắt cho chúng ta nha. Thì ai chưa đào Thành đến link với phòng một tế luôn các bạn đào nha.